Tham mô kama tu tăng ma mang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đệ hằng sanh khanh cha đuôi đốt tam mang sanh kệ vô khali tô đô sô sanh khô kama tu tăng ma mang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo ạ. Sotalato sukito guru naho bodhassa chale rogo sukito isaha sabbe nyati pisa antalatham sukita varuna bodhassa chale roga sukita ho ti phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến. Cả thải xịt thi gia chánh là ca tha xin thăm anh tôi xin thăm anh tôi xin thăm anh tùy đăng phá lăng etasmin ratanat yasmin sambasadana che ta sung. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu lành thai Akasattha chaphummattha devanagamattika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha chaphummattha devanagamattika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha chaphummattha devanagamattika bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạch cành tu nhà ta vô. A ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạch cành tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạch khanh tu nô sa đa. Chữ thiên ngữ trên hư không, địa cầu thần ngữ rõ thâm mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều. Chúng con hậu trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ, an vui lâu dài nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con với thủ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chế cú sa la cam mang cạch tắc bằng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sạp ta san nhi nô ạp thi dê cha sạp ta san nhi nô ca tăng bu nha pha lăng mây hằng sạp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma ya dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp bề lô cầm hi dê sắp ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bề la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hậu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là
Phật trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cậu. Xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hiện ngay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha tỳ năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện cho phước báo mà chúng con đã trong sạch lành hôm nay, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự an vui. Y đăng quá ta mê buồn nhân a sa quá kha già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây hãy là mõm nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Dạ, phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít cho Ngài để Ngài dạy bài hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 380. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được thắng dương ân đức tam bảo rất thành ác thế gia sa quân đà mi bút thô ma hê si á răng tát tha gát tô lô cút tâm mô sắp bá gá rù hí chệ thác cô lô ca sát sát thà chê na đầm mắc cụ quý đồ quân đà ma hành tầng ná ra phù chê này giác tầng như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng. Từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ vi ta sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa quy nà sa rô cô sắp và nhiều vô thấp bất đi bồ tí sanh nhá tô hoàn đà mất hành tầng nó ra phù cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như là sáng vẹt màng vũ minh phá tan lầm lạc dũng sinh để những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thổ chú gá tá sá sá quá cô chết khá chú ca mô quá rá thầm má chết khá cô niềm đà vá sân tà đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cái này giác tầng tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ đem mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta ta na tế gia tê chê na sê kha mê ê tu vã tha nàng ta sa vi a nu khoa huê na sa hạ sa dê na sê chà tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 380. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ ha, nhìn lên màn hình thấy chữ cũng rõ ha. À, rồi xa thủ xa thủ. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. À, chúng ta xin đọc trước
Rồi chỗ nào quý vị rắc rối thì cứ đưa tay hỏi ha. À, câu đầu tiên. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no na tho. Câu số 2. Atta hi atta no gati. Atta hi atta no gati. Atta hi atta no gati. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. À, mỗi câu như vậy chúng ta đọc tới 3 lần ha. Bây giờ câu 1, câu 2 cũng đọc lại 3 lần. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no gati. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no gati. Atta hi atta ta nô na thô át ta hi át ta nô gá tị. Bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Tát ma sanh nhát ma giát ta năng. Tát ma sanh nhát ma giát ta năng. Tát ma sanh nhát ma giát ta năng. Rồi câu cuối cùng. Asang phát răng quát hoa ni chô. Asang phát răng quát hoa ni chô. Asang phát răng quát hoa ni chô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Câu số 3 và câu số 4. Tasma sanyama yatta nang asang phatang wakwa nicho. Tasma sanyama yatta nang asang phatang wakwa nicho. Thêm lần nữa ha. Tasma sanyama yatta nang asang phat rằng quát hoa ni chô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no gati. Tasma sanyama yatta nang asang phát rằng quát hoa ni chô. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta tano gati tasma sanya yamaya tanang asang phantrang wakwa nicho. Đọc lại lần nữa. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no gati tasma sanya maya tanang asang phantrang wakwa nicho. Ở đây theo giọng kinh thì chúng ta có được một giọng mà thôi. À, bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm ga tí, cho nên chúng ta không dừng nơi đoạn âm mà chúng ta phải cố gắng đọc một hơi. Nếu mà đọc một hơi không nổi thì quý vị có thể dừng lại nơi trường âm. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no gati tasma. À, quý vị có thể dừng lại chữ tasma. À, còn cái vấn đề kể thì chúng ta phải đọc một lần hai câu ha, chứ không thể đọc từng câu một được. Đây là một bài kể 8 từ. À, cho nên cái lối đọc thì tương đối cũng dễ, 4-4 ha. Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no
gia tỳ. Tát ma san nhã ma ya ta nam a sang phát trang wa wa ni chô a ta hi a ta no na thô a ta hi a ta nu ga ti tát ma san nhã ma ya ta nam a sang phát trang wa wa ni chô Antahi anta no nato, antahi anta no gati. Tasma sanya mayatanang an sangphatrang wawa nicho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình. Vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Rồi bây giờ mời Sik Meta, mời Sik Kim. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 380 ngày hôm nay. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tatma sanya mayatta nang at sang phát rằng quá quà ni chô. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Hí đoạn âm, át trường âm nhấn. Tá đoạn âm, nô, na, thô, ba trường âm thông thường. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Hí đoạn âm, át trường âm nhấn. Tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, gá tí hai đoạn âm. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Dạ, sau khi nhảy lên nhảy xuống mà. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Sanh trường âm nhấn, nhá, má là hai đoạn âm. Dắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át trường âm nhấn, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pháp trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Ní đoạn âm và chô trường âm thông thường. Tát ma sân nhá ma yát tà năng áp sang phát rằng quá qua ní chô. Và con đọc lại hết bài. Át tà hi át ta no na tho atta hi atta no gati tasma san nyama yatta nang at sang phát rằng wa wa ni cho. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma san nyama yatta nang at sang phát rằng wa wa ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình. Vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kể. A ta hi a ta no na tho
at ta hi at ta no ga ti tat ma san nha ma yat ta năng at sang phat răng wa wa ni cho at ta hi at ta no na tho at ta hi at ta no ga ti tat ma san nha ma yat ta năng at sang phat răng wa wa ni cho. Dạ con đã đọc xong, không biết có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ thời gian sức khỏe đã chỉ cho chúng con đọc cái biết cách đọc của câu Pháp Cú 380 nè. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh rõ. Dạ con xin bắt đầu đọc ạ. Con xin trả bài chứ quên. Kinh Pháp Cú câu 380. Quá nhiều người nghe rõ. 1 2 3 4 5 6 7. 7 người. Tuyệt vời luôn. Âm thanh tốt ha. Dạ, con xin trả bài ạ. Câu Pháp Cú 380. Ta hi akta no na to akta hi akta no gati tas ma san nyama yak ta nang asang pak rang wakwa ni cho. Akta hi akta no na to akta hi akta no gati tas ma san nyama yak ta nang asang pak rang wakwa ni cho. Trời đọc một hơi, chẳng đứt hơi. Phân tích câu 1 và câu 2. Ắc chừng âm nhắn, ta chừng âm thông thường, hí đoạn âm, ắc chừng âm nhắn, tá đoạn âm, nô na tô thô, nô na thô ba chừng âm thông thường, ắc chừng âm nhắn, ta chừng âm thông thường, hí đoạn âm, ắc chừng âm nhắn, tá đoạn âm, nô chừng âm thông thường, gá tí hai đoạn âm. Ta hi ắc ta nô na thô ắc ta hi ắc ta nô gát tí. Phân tích câu 3 và câu 4. Tas tas trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, san trường âm nhắn, nhá má hai đoạn âm, dắt trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, as trường âm nhắn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát trường âm nhắn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, qua trường âm thông thường, ní đoạn âm, chô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4. Tas ma san nyama yak ta nang at sang phát răng qua qua ní chô. Đọc lại nguyên câu. Ta hi akta no na to akta hi akta no gati tas ma san nyama chak ta nang at sang pa rang wa wa ni cho. Đọc lần thứ hai phải chìm rồi, không có đọc một hơi nữa, chắc quá cố luôn quá. Akta hi akta no na to akta hi akta no gati tas ma san nyama yak ta nang at sang pa rang wa wa ni cho. Better. Bây giờ ca kệ. Ta hi ak ta no na tho. Ta hi ak ta no ga ti. Tak ma san nha ma yak ta nang. Ak sang phak rang wa wa ni cho. Ta hi ak ta no na tho. Ta hi ak ta no ga ti. Tak ma san nha ma yak ta nang. Ác sang phát răng qua qua ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, dạy hải tự điều phục, như khách buông ngựa hiền. Còn chưa biết bao giờ buông ngựa, không biết ngựa hiền, ngựa dữ như thế nào. Sư con có sai, sư sửa cho con nha sư. Sao con thấy lúc này sư hạ tiện cho bông qua quá à?
Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân vậy ha. Dạ, xin cảm ơn quý vị nha. Dạ, con xin trả máy, mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú 380. At ta hi at ta no na tho at ta hi at ta no ga ti tap ma sanh nha ma ya ta năng at sanh pháp răng va va ni cho. Con xin phân tích câu 1, câu 2. At dừng âm nhấn, ta dừng âm thông thường, hí vàng âm, át dừng âm nhấn, tá đoạn âm, nô, na, thô, ba dừng âm thông thường, át dừng âm nhấn, ta dừng âm thông thường, hí vàng âm, át dừng âm nhấn, tá vàng âm, nô dừng âm thông thường, giá, tí, hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Át ta hi át ta no na tho at ta hi at ta no ga ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Tát dừng âm nhấn, ma dừng âm thông thường, tanh âm nhấn, nhá má hai đoạn âm, giác dừng âm nhấn, ta dừng âm thông thường, năng dừng âm đọc theo giọng nguyên âm, át dừng âm nhấn, tăng dừng âm đọc theo giọng nguyên âm, phát dừng âm nhấn, răng dừng âm đọc theo giọng nguyên âm, vá bản âm, va dừng âm thông thường, mí bản âm, chô dừng âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tát ma sanh nha ma giáp ta năng ác sanh pháp răng va va ni chô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 380. Ác ta hi át ta no na tho át ta hi át ta no ga ti ta ma sanh nha ma ya ta năng át sanh pháp tăng pa va ni cho. Át ta hi át ta no na tho át ta hi át ta no ga ti át ma sanh nha ma ya ta năng át sanh pháp tăng pa va ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, dạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài kinh pháp cú 380 ạ. Atta hi atta no na to atta hi atta no gatitas ma sanh nyamayatta nang asang phát rằng quá quá nicho. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô na tô là ba trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gá tí là hai đoạn âm. Atta hi atta no na to atta hi atta no gati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, nhá má là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. As là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phát là trường âm nhấn, răng
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường. Tát ma sanh nha ma yat ta năng át sang phát răng quá quà ni chô. Con xin đọc lại 4 câu ạ. Át ta hi át ta no na to át ta hi át ta no gati tát ma sanh nha ma yat ta năng át sang phát răng quá quà ni chô. Atahi atano nato atahi atano gati tasma sanya maya tanang asang fatrang wawanicho atahi atano nato atahi atano gati tasma sanya maya tanang asang patrang wawanicho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 380 ạ. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanh nha ma yat ta năng as sang phát rằng qua quà đi chỗ. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanh nha ma yat ta năng as sang phát át sằng phá rằng quá quà ni chỗ. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm. Nô, na, thô là ba trường âm thông thường ạ. Tát là trường âm, át là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gá tí là hai đoạn âm ạ. Câu 3, câu 4 ạ. Tasma sanyamajata nang asang farang wa wa nicho. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, na nhã má là hai đoạn âm, giác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. As là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, qua là trường âm thông nhấn. Qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, vô là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanya machata nang asang farang wa wa nicho. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati hi atta no gati tasma sanya majata nang asang phát rằng qua qua ni chỗ. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Dạ con xin kể. Atta hi atta hi anta no na tho atta hi atta no gati tasma sanya majata nang asang farang wawani cho atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanya majata nang asang farang wawani cho. Dạ con
Xin hết, con xin xuống mic, con kính ngài sửa cho con và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin cảm ơn ạ. Xin mời Tina. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 30. Atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti thas, xin lỗi con đọc lại. Atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti thas ma sang nhã ma yat ta năng át san phát rằng quá hòa ni chô atta hi atta no na tho atta hi atta no gat ti thas ma sang nhã ma yat ta năng át san phát rằng quá hòa ni chô át trường âm nhấn ta trường âm thông thường hí đoạn âm át trường âm nhấn tá đoạn âm no trường âm thông thường na trường âm thông thường thô trường âm thông thường át trường âm nhấn ta trường âm thông thường hí đoạn âm át trường âm nhấn tá trường đoạn âm no trường âm thông thường gác tí hai đoạn âm thas trường âm nhấn ma trường âm thông thường san trường âm nhấn nha nhá nhá đoạn âm ma má má đoạn âm giáp trường âm nhấn ta trường âm trường xin lỗi ta trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm as trường âm nhấn san trường âm đọc theo giọng nguyên âm pháp trường âm nhấn răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm qua đoạn âm quá đoạn âm qua trường âm thông thường ní đoạn âm châu trường âm thông thường atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti tas ma san nya ma ta ta năng át san phát răng quá hòa ni cho dạ thưa con xin thử kể nha. An ta hi an ta nu na thu an ta hi an ta nu ga ti thas ma san nya ma yan ta năng át san phát răng quá hòa ni cho tự mình chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Dạ thưa con xin cảm ơn, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng và con xin chào bà. Atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti át trường âm nhấn ta trường âm thông thường hí đoạn âm át trường âm nhấn tá no tá đoạn âm no na tho ba trường âm thông thường át trường âm nhấn ta trường âm thông thường hí đoạn âm át trường âm nhấn tá đoạn âm nô trường âm thông thường gá tí là hai đoạn âm
Alo, 123, 123. À, chị Hà rớt mic, mà tại sao chị tịnh tâm sát bên không lượm lên đưa giùm á. À, ngồi sát bên thấy người ta rớt mic cái ngồi cười. Kỳ vậy. Alo, chị Hà nghe rõ không? Tới hai cái đoạn âm các bạn rớt mic luôn. Rồi bây giờ mời chị Hà đưa tay lên lại đi, tiếp tục. Alo, chị Hà bỏ chạy luôn. Rồi mời chị tịnh tâm. Chị tịnh tâm mà không lên là chị Oanh Phan lên nha. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ ngài chị Đức, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú 380. Dạ, con xin đọc ạ. Atta hi attano na tho atta hi attano ga ti tasma sanya ma yat ta nằng ách rằng phá rằng quá hòa ní trồn ách tà hí ách ta nồ nà thù ách tà hí ách ta nồ gá tí tát mà sành nhá má dách tà nằng ách rằng phá rằng quá hòa ní trồn. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Tà hí attano na thù attà hí attano gá tí. Dạ. Ách là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, na thô trường âm thông thường. Ách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gá tí hai đoạn âm. Ách ách tà hí ách tá nô nà thù ách tà hí ách tá nô gá tí. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Tát ma sành nhà má dách tà nằng ách sằng phá rằng quá hòa ní trồ tát ma sành nhà má dách tà nằng át sằng phá rằng quá hòa ní trồ. Dạ con xin phân tích nè. Tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, nhá nhá là trường đoạn âm, má là đoạn âm, dách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, as là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ mô Phật, con xin sám hối không bị rớt mít, con xin phân tích tiếp ạ. Tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, ná nhá là đoạn âm, má là đoạn âm, dách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại hết ạ. Atta hí atta nô na thù atta hí atta nô gá tí tát ma sanh nhá ma yat ta nằng át sằng phá rằng quá hòa ni chồ. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy từ tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. À.
Dạ con xin kệ. Ấn ta hi cha ta nang ta no na tho ấn ta hi ấn ta no ga ti tất ma san nha ma ya ta nang ấn sang pha răng wa wa ni chong. Dạ mô Phật, con xin hết và dạ, con kính xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm con. Con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài ạ. À. Con cảm ơn quý đạo hữu ạ. À. Con xin xuống mic. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Con kính đảnh lễ ngài. Mến chào tất cả Phật tử và dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 380. Át ta hi át ta nô na thô át ta hi át ta nô ga tí ga tí tát ma sa nhã nhã ma chá ta năng át sằng phá rằng quá hòa ni chồ. Dạ con xin phân tích hai câu đầu. Chữ át là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ át là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ na là trường âm thông thường, chữ thô là trường âm thông thường, chữ át là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ át là trường âm nhấn, chữ ta là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ gá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Sang một con xin tham hậu tam a tát ma san nhã ma chát tà năng át sang phá rằng quà quá quà ni chồ. Chữ tát là trường âm nhấn, chữ ma là trường âm thông thường, chữ san là trường âm nhấn, chữ na là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ dắt là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ách là trường âm nhấn, chữ sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ phá là trường âm nhấn, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ quá là đoạn âm, chữ qua là trường âm thông thường, chữ ní là đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Át ta hi át ta nô na thô át ta hi át ta nô gá tí tát ma san nhã ma yát ta năng át sằng phá rằng quá hòa ni chồ. Tự mình ý chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ. Atta hi atta no na tho Atta hi atta no ga ti Tat ma sanh nha ma yat ta nang Asang pha răng quả quả ni chô. A ta hi an ta no na thu A ta hi an ta no ga ti tan ma sanh nha ma gan ma jan ta nang an sang pha răng quả quả ni chô. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Và dạ, con ngài có sai chỗ nào về giúp con để con sửa lại. Chạy xe về mấy quá, con thở.
Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, Nam Mô Thành Mà, dạ, Nam Mô Sân Khà, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Năng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu, dạ, con xin sám hối nãy con bị rớt cái mic. Dạ, con xin đọc lại. Attahi attano na tho attahi attano gati. Át là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô, na, thô là ba trường âm thông thường. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, gá, tí là hai đoạn âm. Át tà hí át tà nô na thô át tà hí át ta nô giá tí. Câu 3, 4. Tát ma sàn nhá ma giác tà năng á sàn phá rằng quá hoài ni trồ. Tát ma sàn nhá ma giác tà năng á sàn phá rằng quá hoài ni trồ. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sàn trường âm nhấn, nhá đoạn âm, má đoạn âm, giác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, as trường âm nhấn, sang trường âm thông thường, phá đoạn âm, răng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, quá đoạn âm, qua trường âm thông thường, ní đoạn âm, chô trường âm thông thường, tas ma sanh nhá ma giáp tà năng a sằng pha rằng qua quá qua hòa ni trồ. Con xin đọc bốn câu. Atta hi atta no na tho atta hi atta no ti tas ma sằng nhá mát giá ta nằng a sằng pha rằng qua hòa ni trồ. Atta hi atta no na tho atta tà hí a ta nô ga tí tas ma sành nhá má giáp ta nặng a sành pha rằng quá quà ni trồ. Tự mình y chỉ mình tự mình. Dạ, con không biết đạo tràng còn nghe con không ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, con xin sám hối tại không biết hôm nay sao con có nhiều phone quá nên vô các nhà con xin kể lại. Atahi atta no na tho atahi atta no ya ti tasma sanya ma ya ta nang a sang pha lắng hoa hoa nụ trồ. Tự mình chỉ, tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai, xin ngài và đạo tràng kính sửa. Dạ, con xin sám hối, con xin trao mít lại cho người kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Hình như con thấy cô Hải đưa tay mà thấy không có cầm mic cho nên chắc con lên trước, rồi có gì con mời cô đưa tay lên lại ha. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 380. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tas ma san nyamajat ta năng át sằng phát răng và hòa chi ni chô. Át ta hi át ta nô na thô át ta hi át ta nô gá ti tát ma sanh nha ma giác ta năng át sằng phát răng và hòa ni chô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô, na, thô là ba trường âm thông thường. Ách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gá, tí là hai đoạn âm. Ách ta hí ách ta nô na thô ách ta hí ách ta nô gá tí. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tát ma san nha ma yat ta năng át san phát răng va hòa ni chô. Tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, nhá, má là hai đoạn âm, yat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, as là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, va là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường. Tát ma san nha ma yat ta năng át san phát răng va va ni chô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Át ta hi át ta nô na thô át ta hi át ta nô gá ti tát ma san nha ma yat ta năng át san phát răng va va ni chô. Át ta hi át ta nô át ta hi át ta nô na thô át ta hi át ta nô gá ti tát ma san nha ma yat ta năng át san phát răng va va ni chô. Dạ, con xin kệ ạ. Attahi attano na tho attahi attano gati tasma sanya mayanta nang at sang phat rang wawani cho attahi attano na tho attahi attano gati tasma sanya mayat ta nang at sang phan rang wa wa ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, mời cô Hải lên cầm mic ạ. Con xin anh đọc hai câu đầu và phân tích. Atta hi atta no na tho atta hi atta no ga ti. Atta, at là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hi là đoạn âm. At là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, no là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, to, to là trường âm thông thường. Atta hi at là trường âm nhấn,
trường âm thông thường, hí là đoạn âm, attano at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường, đá tí là hai đoạn âm. Tasma sang nhà ma dắt ta năng asang pha răng quá 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 ni chô. Tasma tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ná là trường là đoạn âm, má là đoạn âm, dắt ta năng là dắt là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. As là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá răng, phá là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng âm. Quá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, châu là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên bản. Atta hi attano ma tho atta hi attano ga ti tasma sang nya ma zattanang asam pha răng wa wa ni cho. Con xin kể. Atahi antano nato, atahi antano gati, tasma sang nyamajantanang asang farang wana wawanijo. Tự mình đi chỉ mình. Tự mình đi đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Dạ con xin hết ạ. Và con xin sư Trí Đức cùng toàn thể đạo tràng sửa cho con nếu con đã đọc sai. Con xin kính cảm ơn. Dạ xin mời quý đạo hữu khác ạ. Dạ thưa đạo tràng có nghe con không ạ? Dạ xin đạo tràng có nghe con không ạ? Dạ. Niệm Từ xin sám hối, tại bởi vì Niệm Từ không có nghe được âm thanh của cô Hải, cho nên Niệm Từ không biết, không bao giờ chấm dứt. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng, con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh, Sức Quảng Thanh, Sức Kim Nhung, Sít Hành Dung và Giang Nhật Hạ, Sít Hải, Sít Tình Tâm đã cho biết là âm thanh rõ. Và con xin phân tích và đọc câu pháp cú số 3. Và con kính mệnh lệ Sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng. Và con xin phân tích và đọc câu pháp cú 380 ạ. Ác thà hi ác ta nô na thô ác thà hi ác tano gati tasma sang nhá ma yak ta nang ác sang pha tròn qua hòa ni chô. Ác ta hi ác ta nô na thô ác ta hi ác ta nô gati tasma sang nhá ma yak ta nang ác sang pha tròn qua hòa ni chô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ta hi ác ta nô na thô ác ta hi ác ta nô gati.
câu số 1, ắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, na thô dạ là hai trường âm thông thường. Và câu số 2, ắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gá tí là hai đoạn âm. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Tasma sang nyama yatta nang asang patrang wawa nicho. Dạ, câu số 3. Tasma. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, má là đoạn âm, yat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, as là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và là đoạn âm, tròn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Atta hi atta no na to atta hi atta no gati tasma sang nyama yatta nang asang patrang wawa nicho. Dạ, con xin kể. Atta hi tang tano na to ang tai ang tano gati tasma sanya mayang tanang asang patrang wawani jo ang tai ang tano na to ang tai ang tano gati tasma sangya mayang tanang asang phatrang wawani cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách vua ngựa hiền. Đó là bài chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Dạ, con có sai mong ngài và đạo tràng sửa lại giùm con. Dạ, con bây giờ niệm từ xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp. Và dạ, rất là kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Tha giáo. Dạ, con xin kính lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con xin kính lễ sư trí đức, và con xin kính chào tất cả đạo tràng. Con xin được đọc câu Pháp Cú 380. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sang nyamayatta nang asang fekrang wawa nicho. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sang nyamayatta nang asang. Dạ, con xin được phân tích. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô, na là hai trường âm thông thường, thô là trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ý, hí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, câu 3, câu 4. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, nhá má là hai đoạn âm, giác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, as là trường âm nhấn, san là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phét là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là trường âm
là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sang nyamayatta nang asang phách rằng quá quà ní chô. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn tất Tâm Hạnh đã post bài và cảm ơn tất cả các anh chị đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin xuống mic và xin nhường cho bạn kế tiếp. Xin mời Hạnh Dung Ba. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con trước hết kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc và phân tích câu Pháp Cú số 380. Atta hi atta no na tho atta hi atta. Tano gati tasma sanyamayatta nang asang phát rằng wa wa ni cho. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanyamayatta nang asang phát rằng wa wa ni cho. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní, hí là đoạn âm, át trường âm, tá đoạn âm, nô, na, thô là ba trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, át trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô trường âm thông thường, gá tí là hai đoạn âm. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati. Để con tin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tas là trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. San là trường âm nhấn, nhá đoạn âm, má đoạn âm. Gat trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. As trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Ní đoạn âm, chô trường âm thông thường. As sang tasma san nyamayatta nang as sang phát răng quá qua ní chô. Giờ con xin đọc lại. As Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanyamayatta nang asang phát rằng wa wa ni cho. Dạ, con xin phép kể. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tasma sanyamayatta nang asang phát răng và hoa ni cho. Atta hi atta no na thu atta hi atta no gati tasma sanya mayatta nang asang phát răng và hoa ni cho. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cảm ơn đạo tràng. Và con xin phép mời người kế tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Hạnh Dung rất nhiều. Dạ, cảm ơn tình tâm thiện vũ chị Mét Ta Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, kính chào lãng đẳng mây trời. Dạ, có thể đưa bàn tay mình để đọc bài không? Dạ, nếu được Nhật Quỳnh kính mời ạ. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn lãng đẳng mây trời. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh có cầm mít được không quý cô? Dạ, nếu quý cô cầm mít được, xin mời bàn tay quý cô ạ. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh tính mời nhà huynh tập học Bali thì thầy đã rời room rồi. Dạ, còn vị nào chưa đọc bài không, Nhật Quỳnh kính mời. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, điểm nãy giờ ngồi điểm danh, còn vị nào thiếu sót thì nhắc giùm cho Nhật Quỳnh nha, Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, trong khi chờ đợi cô Hồng Mai, đúng rồi. Dạ, giờ câu điểm rồi, lúc nãy sao cô không đưa tay trước để cô đọc bài rồi rồi cô lo việc của cô. Dạ, người làm MC hả? Dạ, người làm MC thì bổn phận rồi. Dạ, Nhật Quỳnh thì cái bổn phận là bao chót. Dạ, thì để cho quý vị đọc bài, nếu còn có giờ thì Nhật Quỳnh trả bài, còn không có giờ thì rất là hoan hỷ khi được những bàn tay của quý vị lên trả bài. Để cho đạo tràng sinh động thì Ngài Trí Đức cũng quan hỷ để Ngài thức khuya dậy sớm, không bỏ công của Ngài. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, cô tu nữ Tệ Duyên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cô có cầm mic được không? Cô có thử cầm mic không cô? Nếu cô thử cầm mic, Nhật Quỳnh kính mời cô nha. Nhật Quỳnh mời cô. Dạ, vậy là đường nét của cô Tuệ Duyên không cầm mít được rồi. Dạ, thôi thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài. Cô coi khắc phục để sao cầm mít được. Để vào room này mà không cầm mít được là một thiệt thòi rất là lớn. Cũng như Nhật Quỳnh nãy nghe có bài gì, âm thanh rất là nhỏ, Nhật Quỳnh tưởng như là không có ai cầm mít. Nhưng mà khi Nhật Quỳnh tới gần thì Nhật Quỳnh thấy có cầm mít. Nhưng thành ra mình cố gắng, dạ mình cố gắng khắc phục. Nhật Quỳnh nghĩ là mình chịu khó tìm hiểu là mình khắc phục được thôi. Tại vì tại vì Nhật Quỳnh đã khổ với ban thoát này rất là nhiều rồi. Nên là kinh nghiệm bản thân Nhật Quỳnh vậy, có hồi Nhật Quỳnh phải kêu cứu chứ Thiên ơi cứu con, chứ Thiên ơi cứu con, chứ con mà không cầm mít được thì làm sao mà con phục vụng sự Tam Bảo được. Vậy là mò được luôn không quý vị. Dạ, nên có khi thì gặp được thầy. Dạ, có khi gặp được thầy cứu, có thì tự nhiên mò thì nó ra, giống như là Chư Thiên chỉ mình vậy đó. Dạ, mình chào Phố Biển Nguyên Nhân về vào đạo tràng. Phố Biển có trả bài được không, có cầm mít được không? Phố Biển thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ, có trong khi chờ đợi những bàn tay, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh số 380. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gatitas ma san nyamayata nang asan patram vahwa ni chơ. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gatitas ma san nyamayata nang asan patram vahwa ni chơ.
Con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, át trường âm nhấn, ta đoạn âm, nô, na, thô, ba trường âm thông thường. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, át trường âm nhấn, ta đoạn âm, nô trường âm thông thường, gá tí hai đoạn âm. Át ta hí át ta nô na thô át ta hí át ta nô gá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, giá đoạn âm, giác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át trường âm nhấn, sanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, qua trường âm thông thường, lý đoạn âm, chơ trường âm thông thường. Tát ma san nhama yat ta năng át san phát răng qua qua ni chơ. Con xin ôn lại hết 4 câu. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gatitas ma san nyama yatta nang asang phat tram qua qua ni chô. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vị hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích có sai, cung cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Bây giờ thì con xin được kệ ạ. Atta hi atta no na tho atta hi atta no gati tat ma san nha ma ya ta nang a sang phat ram wa wa ni chong. A ta hi a ta no na tho a ta hi a ta no ga ti tat ma san nha ma ya ta nang a sang phat ram wa wa ni chong. Dạ, con đã trả bài xong, con phân tích cũng xong, con kệ cũng xong, con thành kính tri ân đạo tràng. Dạ, bây giờ còn bàn tay vị nào đưa lên không? Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. À, còn bị sót vị nào không? Dạ, còn sót vị nào không? Hà hồi nãy kệ rồi phải không? Tịnh Tâm kệ rồi phải không? À, đọc cả bài rồi phải không quý vị? Dạ, như vậy thì không còn bàn tay nào bạch ngài. Con xin thay mặt đạo tràng, con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 380. Và một lần nữa Ngài cho con xin một tín hiệu bạch Ngài. Cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến Ngài ạ. Dạ, đạo tràng có thấy tín hiệu của Ngài không quý vị? Má Nhật Quỳnh có lúc nó dỗm lắm. Dạ, có lúc nó dỗm lắm, thấy không thấy bằng tay. Hay đang thể thao hả? À, công nhận đang đáng ngày trời hay thiệt luôn nha. Không biết có ở chùa Ngọc Đạt không mà biết Ngài đang thể thao vậy, không biết nữa à. Dạ, con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng, có niềm từ hỏi đọc câu phát răng mạch Ngài. Dạ, cảm ơn Tô Thị Phú. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Ô, giờ Quỳnh thấy Quỳnh tập học qua ly, chạy ra rồi chạy vào. Bây giờ Quỳnh tập học qua ly, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Và có trả bài không trong khi chờ đợi tín hiệu của Ngài? Dạ, tập học qua ly có nghe được không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hình như Quỳnh tập học Bali không nghe được âm thanh, nên chạy ra chạy vào cũng không nghe được. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài bạch Ngài. Dạ, dạ, con kính dâng bích đến Ngài. Alo, 123, 123.
quý vị nghe rõ ha. Hôm nay thầy Xích Hà nè ha, Xích Tịnh Tâm, cái chữ Gá Tý, đây là một đoạn âm thì chúng ta đừng có kéo dài ha. Quý vị chú ý khi nào nó là đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh một tí, chứ đừng có kéo dài chữ Gá Tý nè ha. Và thắc mắc cái chữ Phát Răng ha, chúng ta đọc coi như chữ D này á, nó ăn gian, nó là một trường âm nhấn ha. Phát Răng ha, Phát Đờ Răng ha, nhưng mà chúng ta đọc nhanh thành là Phát Răng ha. Hôm nay thì quý vị rất là tuyệt vời ha. Giọng đọc của quý vị, sự cố gắng của quý vị, và nhất là cái giọng kể, cứ tập đọc đại đi ha, đừng có ngại gì hết đó. Chúng ta coi như cứ phát huy, bởi vì không có ai nhìn thấy chúng ta. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề chúng ta cứ tự nhiên, chịu cầm micro là quý vị tiến bộ và quý vị thành công. Còn quý vị cứ ngại thì không có tiến bộ được. Bởi vì đây là một cái phòng bằng cái giọng nói, mà nếu chúng ta không nói, không cầm micro thì chúng ta không có thể học hỏi gì được hết. Học hỏi, hiểu, nhớ, đó là pháp hành. Mà chúng ta không chịu coi như mở miệng ra thì chúng ta làm sao tiến bộ được. Cho nên khi mà quý vị coi như cầm được micro thì khi đó mới thấy được chính bản thân của mình. Attano Natho này, Attano Gati này, tự mình đi đến với mình, tự mình y chỉ nơi mình. Chúng ta hãy biết phát huy chính bản thân của chúng ta để chúng ta thấy được chính mình thành công hay là thất bại. Cái câu mà Tasma san nhama giác tà năng, tức là mình phải tự điều phục, tự điều chỉnh, tự có những cảm hóa để mình thấy rằng thành công hay thất bại. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Atta hi atta no na tho, atta hi atta no na tho. Chữ atta do cái từ atta, nó là một danh từ nam tính, và chữ atta ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Và thamma ekavachana vipatti, chữ atta biến thành atta. Atta có nghĩa là bản thân hay là chính mình. Rồi chữ hi nó là một trạng từ, có nghĩa là thật vậy. Atta hi thật vậy, chính mình. Attano, attano cũng do từ atta, mà chúng ta biết atta nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Thì ở đây chữ attano nó được chia theo sở hữu các số ít, chatthi vipatti ekavachana, cho nên atta biến thành attano. Attano là của chính ta, của chính mình. Rồi na thô, na thô do cái từ na tha, na tha đó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Chữ na tha nó đứng làm chủ từ số ít, bhatthamang ekavachana vipatti, cho nên na tha biến thành na thô. Chữ na thô có nghĩa là người chủ hay là chủ nhà, người chủ, người cầm đầu á, gọi là na thô. Vậy thì atta hi atta no na thô, chính mình là người chủ của bản thân, chính mình là người chủ
của bản thân. Rồi, câu số 2. Atta hi attano gati. Atta hi attano gati. Ba cái chữ đầu nó giống hệt như câu đầu tiên, và chỉ khác có một cái chữ gati. Chỉ khác có một chữ gati. Chữ gati này nó là một danh từ nữ tính, ý granta ithilinga, và gati này do cái động từ gachati mà ra, và căn ngữ của nó chính là căn ngữ gầm. Ở đây chữ gati lên đứng làm chủ từ số ít bathama ekavachana vipatti, và ý nghĩa chữ gati ở đây có nghĩa là nơi nương tựa. Vậy thì atta hi attano gati, chính mình là nơi nương tựa của bản thân, chính mình là nơi nương tựa của bản thân. Hai câu giống hệt nhau ha, chỉ khác có chữ gati mà thôi. Câu số 3. Tatma sanya sanya ma yatta nang. Tasma sanya ma yatta nang. Cái từ sanya ma yatta nang, quý vị thấy đọc hơi thiếu tự tin ha. Tới cái chỗ này hơi lúng túng, hơi do dự. Sanya ma yatta nang. Chữ tasma do đại từ ta, và đại từ ta này được chia theo xuất xứ cách số ít. Xuất xứ cách số ít tức là bên chấm mi quyền phát tí tê câu quá trình a, cho nên cái đại từ ta này đã biến thành tasma. Tasma vì thế do vậy. Tasma là vì thế do vậy. Sanyamayatanang. Sanyamayatanang. Chữ này do hai từ cộng lại. Chữ sanyamaya. Sanyamaya và cộng với atanang. Sanyamaya ở đây, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sẵn và cái căn ngữ dâm. Thì cái tiếp đầu ngữ này có nghĩa là tự mình hoàn toàn hay là cùng với. Căn ngữ dâm nói lên cái vấn đề thu thúc. Thu thúc thì sanyamaya đây nó là một động từ số ít, hãy chế ngự nên kiểm soát. Sanyamaya hãy chế ngự nên kiểm soát. Và cái chữ attanang do cái từ atta, nó là một danh từ nam tính, và ở đây chữ atta được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giá quỷ phát tí e câu quá trình á, cho nên atta biến thành attanang. Attanang là bản thân. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau có ý nghĩa sanyamayatanang là hãy chế ngự bản thân, hoặc là hãy nên kiểm soát bản thân. Vậy thì câu số 3 này, tasma sanyamayatanang, vì thế hãy tự chế ngự bản thân. Vì thế hãy tự chế ngự bản thân. Rồi
À, mình chào cô tổ nữ Tuệ Duyên đi học trẻ ha. Chế ngự chứ sao chế cứ ngực làm gì? À, chị Nhật Quỳnh. Chế ngự thành là chế ngực ha. Rồi câu cuối cùng. Asang phát trăng quá hòa ni chô. Asang phát trăng quá hòa ni chô. Câu cuối cùng này chúng ta thấy có ba từ ha. Chữ asang, asang do cái từ asa. Asa là một danh từ nam tính. Akarantapumlinga. Và chữ asa này được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vị pháp tí hệ câu quá trình á. Cho nên asa biến thành asang. Asang là con ngựa. Đọc nhanh quá hả? Asang là con ngựa. Rồi phát răng quá. Phát răng quá. Chữ phát răng do từ phát ra. Phát ra. Nó là một danh từ nam tính. Akron Papum Linga. Và ở đây chữ phát răng này nó được chia theo đối cách số ít ha. Đối tỷ giá ui phát tí e câu quá trình á. Phát răng có nghĩa là tốt, có nghĩa là hiền, có nghĩa là đẹp. À, rồi có chữ quá ở phía sau, tức là ý quá. À, nhưng mà đi chung với chữ phát răng thì mất đi cái chữ ý. Mà chúng ta đọc phát răng quá. Ý quá ở đây nó là một bất biến từ dường. Ví như, lợi như, dường như. Rồi, chữ hòa ni chô. Hòa ni chô. Hòa ni chô do từ hòa ni chá. Nó là một danh từ nam tính. Akarantapumlinga. Và hòa ni chá này được chia theo chủ từ số ít. Bathama nghe cho hòa chân năng quỷ phát tí. Cho nên hòa ni chá biến thành hòa ni chô. Hòa ni chô có nghĩa là người thương buồn. Người thương buồn. Vậy thì câu cuối cùng này. Câu cuối cùng. Át sang phát răng quá hòa ni chô. Như người thương buôn chế ngự con ngựa tốt. Như người thương buôn chế ngự con ngựa tốt. Alo, có gì đây? Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 380 cho chúng ta một ý nghĩa. Chính mình là người chủ của bản thân. Chính mình là nơi nương tựa của bản thân. Vì thế, hãy tự chế ngự bản thân như là người thương buôn chế ngự con ngựa tốt. Xin lặp lại. Chính mình là người chủ của bản thân. Chính mình là nơi nương tựa của bản thân. Vì thế, hãy chế ngự bản thân như là người thương buôn chế ngự con ngựa tốt. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai. Tự mình điều phục hôm mai, như khách buôn ngựa khéo tài kèm cương. Chỉ ta mới bảo vệ ta, chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai. Tự mình điều phục hôm mai, như khách buôn ngựa khéo tài kèm cương. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu
tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình. Vậy hãy tự điều phục như cách buông ngựa hiền. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình. Vậy hãy tự điều phục như cách buông ngựa hiền. Rồi, trong cái phần tự quần này, quý vị có thấy chỗ nào rắc rối? Chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 379 và 380 cùng một duyên sự. Và duyên sự đó như thế này. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Ngài đã đề cập đến một vị trưởng lão tên là Nangalakuta. Chữ Nangala có nghĩa là cái cài. Cái cài người ta đi cài ruộng á. Và cái vị này đã có đặt cái tên ảnh hưởng đến cái cài, cho nên có tên là Nangalakula. Ở trong thành Sawathi có một người nam tử phải làm lụng vất vả để tự nuôi sống mình bằng nghề nông. Một hôm có một vị tỳ kheo đi đến nơi y làm việc, thì vác cái cài ra ruộng. Chứ người của y mặc một mình áo cũ kỹ rách nát, động lòng trắc ẩn. Vị tỳ kheo nói với cái người nông phu đó rằng: người xuất gia đi, đời sống của xuất gia không cao thượng hơn cái đời sống hiện tại của ngươi hay sao? Thì người nông phu kia mới đáp rằng: bạch ngài, ai là người cho tôi xuất gia bây giờ? Thì vị tỳ kheo đó mới nói: nếu mà ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi xuất gia. Lần thay bạch ngài, xin ngài hãy cho tôi xuất gia đi. Rồi vị tỳ kheo trưởng lão đó mang cái chàng nông phu này về tịnh xá Kỳ Viên, cho y tắm rửa rồi ngồi nghỉ trong phước xá. Sau đó y được chư tỳ kheo cho xuất gia. Ngài tế độ sư của y bảo y đem cái chiếc cài cùng bộ quần áo cũ máng lên trên một cái cành cây ở gần phước xá. Trong lúc thọ đại giới thì chàng nông phu này có cái tên gọi là Nangalakuta, tức là một con người có liên quan đến cái đời sống hàng ngày với cái cài, cái cuốc, nghĩa là thường cận cái đời sống nông phu, cho nên gắn liền với cái cài, cái cuốc. Thì vị tỳ kheo mới xuất gia này cũng có tên là Nangalakuta. Vị tỳ kheo Nangalakuta này sống nương nhờ lợi lộc phát sanh từ ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Sau một thời gian, vị này phát sanh lên cám dục không thể kiên nhẫn nổi, mới quyết định rằng: giờ đây ta không còn xứng đáng mặc chiếc y vàng này mà tín thí để dân cúng cho ta, thọ hưởng tứ vật dụng, thân thể coi như phì bỉ và bất thiện pháp khởi lên. Cho nên cái vị này cảm thấy rằng không thể chế ngự khi mà dục vọng, khi mà có những bất thiện pháp sanh khởi. Thì vị này mới đi đến cái cành cây, máng bộ quần áo cũ và chiếc cài để tự giáo giới mình: ngươi là kẻ không có tàm quỷ, ngươi là muốn mặc cái bộ y phục cũ rách này để trở lại cái đời sống thế tục, cầm chiếc cài đi cày ngoài ruộng hay sao? Khi mà tự giáo giới mình như vậy, thì cái vị tỳ kheo này đã hồi tâm và trở lại cái đời sống phạm hạnh để trở về tịnh xá Kỳ Viên tu tập tiếp. Rồi hai ba hôm sau,
phiền não lại phát sanh lên. Vị tỳ kheo Nanh Cả Lát Phu Tá lại đi đến nơi treo bộ quần áo cũ và cái cài, rồi tự giáo giới mình cho đến khi phiền não lắng động. Và từ ấy trở đi, mỗi khi mà tâm khởi lên những sự ham muốn hoàn tục, thì vị này thường đi đến cành cây có máng bộ đồ cũ và cái cài để tự giáo huấn mình. Các vị tỳ kheo thấy tỳ kheo Nanh Cả Lát Phu Tá thường xuyên đến cội cây, cho nên mới hỏi rằng: này hiền giả Nanh Cả Lát Phu Tá, do cái nhân gì mà hiền giả đi đến nơi này? Thưa chư hiền, tôi đến cái trú xứ của giáo thọ sư của tôi. Rồi trải qua một thời gian, nhờ sự tinh cần hành pháp, vị này chứng đạt và trưởng lão Nanh Cả Lát Phu Tá không còn đi đến cội cây đó nữa. Các vị tỳ kheo mới trêu chọc rằng: để hiền giả Nanh Cả Lát, do cái nguyên nhân gì mà hiền giả không còn đến nơi cái vị giáo thọ sư của mình nữa? Con đường đi của hiền giả không có dấu vết, hay là hiền giả không muốn gặp mặt giáo thọ sư của mình? Thưa vâng, thưa chư hiền, khi mà tâm tôi còn phiền não, chưa lìa được phiền não dục, thì tôi còn đi đến đó. Nhưng mà giờ đây thì tôi không còn phải đi đến đấy nữa. Các vị tỳ kheo nghe như vậy nghĩ rằng: ô, cái ông tỳ kheo này nói lời không chân thật, tự cho mình đã chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi. Và thế là đem cái sự việc này đến trình lên Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói là: thật vậy này chư tỳ kheo, tỳ kheo Nanh Cả Lát Phu Tá, con của Như Lai đã kiểm soát được tâm mình, nên đã hoàn toàn thành tựu phần sự của mình trong đời sống phạm hạnh. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 379 và 380, cái câu mà chúng ta đang học bây giờ. Atta hi attano na tho atta hi attano gatitasma sanyayamayatta nang asang phattang vava nityo. Tự mình ý chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền. Và một cái sự ví dụ ở đây cho chúng ta thấy, người thương khách bảo vệ con ngựa quý để chuyên chở hàng hóa đi xa, thì tránh cho cái con ngựa quý những cái nơi nguy hiểm, cho con ngựa quý dùng những vật thực thích hợp và no đủ, gọi là chăm sóc gìn giữ ngựa quý như thế nào. Thì cũng vậy, người chế ngự sự sanh khởi của bất thiện pháp, đoạn trừ bất thiện pháp đã sanh do thất niệm, gọi là sự canh giữ, sự phòng hộ. Khi mà người thực hành như thế sẽ chứng được siêu thế pháp. Kể từ sơ thiền trở lên, trong chương sự này chúng ta thấy rằng: khô rách và cài bỏ gốc cây, xuất gia tu học với sư thầy, mỗi lần bất mãn đời tăng lữ, ra gốc cây ngồi quán khổ đây, tự huấn cho tâm hết khổ rồi, gốc cây khổ quán chẳng ra ngồi. Chư tăng thắc mắc liền kêu hỏi, sư đáp: dục trần hết thủ thôi. Tăng nghĩ sư này quá tự cao, và thưa Phật xét xử ra sao. Phật rằng: tự chế vừa tự giác, thương khách đường xa giữ ngựa hạo. Câu Phật ngôn 380 chúng ta đã nghe qua, chúng ta đã hiểu duyên sự giữa 379 và 380. Và đây cái điều quan trọng là cái gì? Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục. Vậy thì chúng ta
nghĩ sao về chống ân đức pháp bảo có một câu ehipasiko, hãy đến với chính mình, hãy quay lại với chính mình để làm cái gì? À, để mình y chỉ, à, để mình coi như quay lại, nhìn lại, mà người ta hay dùng cái từ là bổn lai diện mục á, à, tức là hãy chú trọng vào bên trong để thấy cái pháp nó đến và nó đi, nhưng mà mình phải điều phục, mình phải kiểm soát, mình phải theo dõi, chứ không phải nó đến nó đi mà chúng ta thờ ơ. Thì câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta thấy rằng dù có thất niệm, dù có vọng niệm, nhưng mà khi mà chúng ta quay lại điều phục, tự chế, à, và kiểm soát được chính mình thì đó là một sự thành công. À, trong cái câu chuyện mà bảy lần xuất gia, à, quý vị đã học, tức là Hatha Citta, cái vị này tu và hoàn tục, tu và hoàn tục đến tất cả là 6 lần. À, đến cái lần thứ 7 á, thì cái vị này coi như quán về vô thường, quán về cái vấn đề mà bất định, để rồi vị này chứng đắc, à, Tu Đà Hoàn, đến xin tu lần thứ 7. Nhưng mà Chư Tăng lại có ý nghĩ rằng ô sao ông này khổ quá, ông này cũng khổ quá, rồi cái ông không vốn tu, tu thời gian ăn uống đầy đủ, rồi cái là sung sướng, cái là nghỉ bậy, cái là hoàn tục, à, sẵn ở nhà có vợ, có con rồi này kia, nhưng mà tu thời gian rồi nhớ vợ nhớ con rồi ra đời, à, như vậy suốt 6 lần. Đến cái lần thứ 7, khi mà đi làm về mệt mỏi rồi cái thấy cũng chán cái đời sống thế sự, à, vô phòng, à, cái là cái bộ y giấu trong á, vô trong lấy bộ y để đi xuất gia, thì cái vô phòng thấy bà vợ của ông ta, à, đang con thai, à, mà nằm ngủ coi như không có kiểm soát về chính bản thân mình, mồ hôi một kế nước miếng nước giải gì đó, và nằm một cách mà trơ trãng thô tháo, ông ta nhìn thấy cảnh đó nhàm chán về cái thân bất tịnh, và quán cái sự vô thường bất tịnh đó mà chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, và với một cái niềm tin bất thối, à, thì đến xin Chư Tăng cho xuất gia. Nhưng mà Chư Tăng lại nghĩ rằng ô 6 lần đến và đi, à, thì cái ông này coi thường giáo pháp, không cho tu, không cho tu. Nhưng mà vị này nhất quyết chỉ một lần này nữa thôi, chỉ một lần này nữa thôi, chứ không có tái phạm lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc là 6 lần như lúc trước nữa. À, với cái tâm mà không còn hoài nghi, không còn thân kiến, không còn giới cấm thủ, thì quý vị biết đã là một vị thánh thì có một cái sự kiên trì bất động. Và Chư Tăng thấy một cái sự kiên quyết như vậy, thành thẩn như vậy, và đã chấp nhận cho tu. Cũng như trường hợp hôm trước chúng tôi có trình bày cái vấn đề mà 7 lần hoàn tục vì một cây cuốc và một cái năm ngũ thọc, mễ cốc, hạt giống, mà 7 lần phải hoàn tục, giá tài sự nghiệp có gì đâu, đời sống của một đạo lý, thế mà cây cúc cuồng và một nấm hột giống vậy mà cũng phải hoàn tục tới 6 lần. Đến lần thứ 7 nhắm mắt lại, quay mòng mòng dục cây cúc xuống ở dưới dòng sông, nhắm mắt để cho không thấy được cái cúc nó rơi xuống chỗ nào, để rồi sau này cái tâm luyến tiếc mò tới chỗ đó để mình lặn xuống chỗ đó để mình lôi cái cuốc lên. Ở đây nhắm mắt quay mòng mòng, rồi cái thấy cái cuốc ra dòng sông rơi cái chống và không biết nó rơi chỗ nào, cho nên mới
đó là mà quan hỷ, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Thắng ở đây tức là thắng nội tâm của mình, à, tự mình ý chí mình, tự mình đi đến với mình, tự mình điều phục và chiến thắng cái tâm bất thiện, tâm trói buộc, tâm chấp thủ. À, cho nên giống như cái người khách buôn ngựa hiền, khách buôn mà gặp những con ngựa mà thuần chủng là buôn bán một cách suôn sẻ, à, thì như vậy chúng ta điều phục được cái tâm của mình hướng về thiện pháp, à, thì chắc chắn rằng tham mô hao quê rất là tí thầm mát ca đi làm lành được vui. Mà hướng về thiện pháp thì chắc chắn chúng ta không đọa vào bốn cảnh khổ. À, vì chưa chiều giờ, chưa có dịp thuận tiện đất nữa, nó ra ăn sẽ hỏi cái gì vậy sư Tịnh Tâm, trời đất ơi, ai ăn cái gì chỗ này mà nhẹ xíu nữa ra ăn sẽ hỏi. Thôi bây giờ có hỏi gì hỏi đi, hỏi thẳng đi. Alo, sư Tịnh Tâm ơi, muốn thắc mắc gì hỏi trước đi, rồi ăn uống sao. À, rồi mời sư Tịnh Tâm, câu Phật ngôn này có ý nghĩa thế nào? Luật bảy lần được xuất gia, đúng rồi, xuất gia lần thứ bảy thôi, lần thứ tám là không được. Một vị tu đạo hoàng cũng là bảy kiếp thôi, chứ không tới kiếp thứ tám. À, Đức Bồ Tát đi trên bảy hoa sen thôi, chứ không có hoa sen thứ tám. Ừ. Thì ở đây, ở trong luật cho biết là như vậy. Rồi bây giờ quý vị thắc mắc gì về câu Phật ngôn 380, và quý vị đã ý chỉ, à, ý chỉ như thế nào? À, cái từ ý chỉ này, à, chúng tôi cũng xin, à, trình bày để cho quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo Nan Ga La đi đến ý chỉ sư hay là giáo thọ sư hay là nương nhờ sư, tức là cái người mà mình y cứ vào đó, mình ý lại vào người đó, à, để mình tu tập, mình nương nhờ cái đức hạnh của vị đó. Còn ở đời gọi là người ta ý lại, dùng từ ý lại, à, một cái người quyền cao chức trọng, để người đó có gì binh vực che chở cho mình. Thì ở đây trong nhà Phật có những vị thầy, vị thầy cho xuất gia Sa Di, hả, vị thầy cho xuất gia Tỳ Kheo, hả, là hai, vị thầy nương nhờ là ba, vị thầy dạy pháp là bốn, vị thầy giáo giới là năm. Thì trong năm hàng thầy này, ba hàng thầy sau tức là giáo thọ này, y chỉ nương nhờ dạy pháp hoặc là giáo giới thì nó cũng giống nhau, tức là người để chúng ta nương nhờ, nhắc nhở, khích lệ, sách tấn cho chúng ta tu tập. Vậy thì giáo thọ sư của cái vị tỳ kheo này là ai? Là cái cài và bộ quần áo rách. Cái cài và bộ quần áo rách đó để thức tỉnh, để nhắc nhở, à, cho cái tâm của vị này tự mình điều phục, tự mình chế ngự, à, cái đời sống của một người nông phu cực khổ như vậy, ăn mặc quần áo rách rưới, à, chân lấm tay buồn, rồi cài ở dưới đưa cái đầu ra để mà chịu nắng chịu mưa, một cái đời sống cực khổ như là địa ngục. Vậy thì ngươi muốn như vậy hay là ngươi muốn, à, được tu tập, à, được, à, ở một cái nơi coi như tương đối, à, che mưa chống nắng, rồi được, à, các bạn đồng âm hành nhắc nhở khích lệ. Vậy mà khi đến cái vị giáo thọ sư, vị nương nhờ, vị ý chỉ của mình là cái cây cài, cái cài vào bộ quần áo rách, thì cái vị này nhờ sự thức tỉnh của cái cài và quần áo rách, vị này cố gắng thực hành, à, phạm hạnh và đã chứng đạt thánh quả A-la-hán. À, thì quý vị thấy đây là một cái vấn đề gọi là cách bậc trí tuệ, ha.
nhìn một đối tượng nào đó để chúng ta quay lại với chính mình, để có một cái sự so sánh. Cũng như một người thương buôn mà đi buôn những con ngựa thuần chủng, những con ngựa tốt thì rất là trôi chảy. Thì có người tự điều phục mình, quay lại với chính mình, nương nhờ nơi chính mình, thì thiền pháp sẽ sanh trưởng. Và nhất là những cái vị đó có được cái vấn đề sơ thiền trong người, tức là cái tâm phải định tĩnh và an trú trong pháp. Alo. Rồi bây giờ thời gian còn lại, quý vị có thắc mắc gì không? Mời sư Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú chúng con hành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải duyên sự và trả lời những câu hỏi. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con lúc nãy con đọc cái câu này con thấy nó con hiểu không có rõ mà sư. Như khách buôn ngựa hiền, tức là cái người khách này, cái người mà buôn á, gì nữa sám hối, gì nữa nó tịnh tâm. Dạ, như người buôn ngựa hiền là cái người lái buôn đó, là mua bán những con ngựa hiền, hay là cái người buôn này là người hiền bạch ngài? Dạ, nhà con kính nhân bích đến ngài, ngài giảng dạy cho con ạ. Alo. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục. Ba cái câu trên nói lên chính bản thân của chúng ta. Chúng ta hãy quay lại với chính mình, kiểm soát tâm của mình, thực hành theo thiện pháp. Thì cái ví dụ giống như một người thương buôn, cái người thương buôn này họ đi buôn những con ngựa, mà những con ngựa đó là những con ngựa thuần chủng, những con ngựa tốt, những con ngựa mà coi như khỏe mạnh, không có ốm đau bệnh hoạn, hoặc là không có tật, không có chứng. Thì nó suôn sẻ, dùng cái từ suôn sẻ. Cũng giống như chúng ta làm chủ được chính mình, tạo những thiện sự, chúng ta coi như cứ thế mà làm, thì con đường đi lên nó thoải mái. Thì cái người thương buôn này với một số những con ngựa tốt thì sẽ thành công thôi. Người buôn ngựa mà buôn ngựa tốt, không phải là ngựa già ngựa bệnh. Nếu mà ngựa già ngựa bệnh thì buôn bán làm sao? Đây buôn bán những con ngựa tốt này, thuần chủng này, thì cũng giống như chúng ta đã nương nhờ đến chính mình, chúng ta coi như quay lại để hướng dẫn cái tâm của chúng ta xa lìa các ác bất thiện tâm, thì cái điều rõ ràng là chúng ta đi lên chứ không thể nào đi xuống. Cái pháp đưa chúng ta đi lên. Thì cái người buôn này chắc chắn là buôn mài băng đá, đó là một sự ví dụ, chứ không phải là ngựa hiền ngựa dữ vậy đó. Mà ngựa hiền ở đây là ngựa tốt, ngựa thuần chủng, ngựa mạnh khỏe, chứ không phải ngựa đau yếu. Rồi, còn thắc mắc nữa không? Đó là một ví dụ cách vật trí trí, chứ không phải là nói rằng bây giờ chính bản thân của mình cái vị đó tu tập, nhưng mà nhờ cái cài và bộ quần áo rách mới quán tưởng cái đời sống cực khổ của một người cư sĩ. Để rồi bây giờ bước chân vào đạo thì mình phải tự chế ngự các cái phiền não ác bất thiện pháp, loại trừ khỏi tâm. Cho nên mỗi lần mà ra nhìn cái cài ấy, là cái vị này cảm thấy con người nó nhẹ. Đó là ông thầy của mình. Và trường hợp mà cái người thương buôn này thuận buồm xuôi gió là do những con ngựa tốt, những ngựa thuần chủng, những ngựa khỏe mạnh. Đó là một sự ví dụ. Rồi, thời gian cũng đã trôi qua và bây giờ chấm dứt. Vậy mà sư Nhật Quỳnh cũng nói nhanh quá đó. Hết giờ rồi.
Phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui, tiến hóa. Nhất là nhìn vào chính mình, lấy mình làm đối tượng, lấy mình để tự điều phục, chế ngự chính cái tâm của mình cho được an vui. Thì đó là một cái vấn đề quan trọng ha, hướng về nội tâm. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tham thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác độc giác và thanh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. E tê na sa chu a chê na so thi vô hô tu sa ma đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy dạ. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Alo, sư Không Nhật ơi.